Hello, xin chào các bạn. Đây là chiếc áo đầm hiệu Michael Kors. Vải thun rất là đẹp. CC phải xếp hàng, hồi hộp chờ đợi tới phiên mình không biết có còn hay không. Cuối cùng CC mua được hai cái, một cái size small và một cái size medium. Bạn nào nhanh sẽ mua được. Khi mà nhắc tới cái hiệu này thì chắc chúng ta không ai xa lạ cả và các bạn cũng sẽ biết giá trị của cái thương hiệu này là như thế nào rồi phải không ạ đắt thật là đắt thì không đắt rẻ thật là rẻ thì không rẻ đây 88 đô ngang ngửa với lại những cái hiệu nổi tiếng khác nhưng nó gấp đôi những cái áo đầm của DKNY, của CK, của Tommy cái dạng đầm cô tông có nón như vậy thì cái hiệu Michael Kors này đắt gấp đôi những cái kiểu dạng như vậy mà của những cái hãng đó. Thì đây chính là cái áo đầm mà không phải là một mình CC muốn mua đâu. Rất 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 là nhiều người muốn mua. Rất là đẹp luôn. Và cái thương hiệu nó cũng rất là nổi tiếng. Là như vậy các bạn. Nói chung là cái hiệu Michael Kors này thì nó gọi là sao ta? Nói chung là nó gấp đôi những cái hiệu DKNY, CK, Tommy. Nó đắt gấp đôi. Là như vậy. Cũng là một cái áo đầm dạng rộng suông vải cô tông, có nón. Chỉ vậy thôi. 88 đô. 30% off chiếc áo đầm này. Mùa hè đó, thì những cái đồ mà nó dành cho mùa hè đó các bạn Nó chỉ là 30% off Ngoại trừ những cái đầm Mà giống như vải voan mà nó xòe Thật là xòe Thì cái đầm đó đó Nói chung là nó không có tiện lợi bằng cái đầm này Cái đầm này bạn có thể đi tất cả các nơi và làm việc gì cũng được Còn cái đầm kia đó thì các bạn phải mang guốc Phải đi vào những cái nhà hàng sang trọng Hoặc là những cái nơi đẹp lịch sự sang trọng còn đầm này thì anywhere mọi lúc mọi nơi đi đâu cũng được thoải mái mang giày mang dép gì cũng được nhưng đặc biệt cái đầm kia là không mang dép được cũng không mang sandal được luôn trong khi chiếc áo đầm này thoải mái thành ra cái lạ là lạ ở cái chỗ đó bạn nào muốn mua nhanh nha chứ đừng có giận cc cao đầm này không còn mua được nữa nha các bạn không còn một chỗ nào bán cao đầm này nữa cả vì ngày hôm đó nó sale có ngày tự nhiên cc ngày nào cũng đi lang thang thì đúng đó, đi vô mua được thôi chỉ có hai cái thôi nha một cái size small một cái medium bạn nào nhanh sẽ mua được liên lạc với anh sa chín tám hai năm bảy một chín ba bốn liên lạc với cc bảy không sáu chín tám bảy chín sáu ba chỉ có hai cái mà thôi ha, 30% off. Và tất cả bây giờ những gì mà CC review về quần áo và những sản phẩm CC bán, CC mong các bạn hãy đón xem bên kênh CC Channel. Bạn nào không kiếm được kênh CC Channel, xin hãy liên lạc với CC hoặc với anh Sa, CC sẽ gửi đường link cho các bạn. Bắt đầu từ bây giờ, ngày hôm nay chúng ta sẽ vào kênh CC Channel để lựa mua những món hàng các bạn yêu thích nhất từ cc bye bye i love you